Thưa quý bạn và tất cả quý khán thính giả, ngày hôm qua chúng tôi đã đọc hết một cái phần 1, bây giờ là qua phần thứ hai của cái sự kiện về sự kiện quan hệ về cả Việt Nam và Trung Quốc trong vòng 30 năm qua. Thì thưa quý khán thính giả, không phải là 30 năm mà thật sự rằng nó đã kéo dài rất rất lâu, chứ không phải mới ngày hôm nay. Thì chúng tôi được xin được tiếp tục phần thứ hai. Nó khởi đầu đi, có thể đây là đưa tất cả các bạn trở lại cái điểm mốc lịch sử mà chúng ta nghĩ rằng là năm 1954 là một cái điểm mốc. Thật sự Việt Nam mình đã đi vào một con đường gọi là độc lập và dân chủ tại miền Bắc, tức là chúng ta đã chiến thắng được một cuộc chiến thắng rất là thần thánh, và có lẽ là trong quân sự của thế giới cũng như là quân sự của tất cả các nước ở trên bất cứ nơi nào trên hoàn cầu cũng đã rất là ngạc nhiên. Nhưng mà sự ngạc nhiên đó nó đã được trả lời bằng một cái câu hỏi mà tất cả mọi người đều biết. Đó là cái ý chí và sức mạnh của đoàn kết của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh. Một quân đội mà thiếu thốn về tất cả mọi phương tiện, vũ khí và nhân lực, nhưng mà chúng ta đã làm nên một cái lịch sử. Và cái lịch sử đó, nếu mà chúng ta không có những lãnh đạo như là Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn và đặc biệt là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thắng Đại tướng là Đại tướng, đó là lời của Bác Hồ. Tất cả chúng ta đều phải nhớ, phải ghi ơn những cái gì mà những người đã đi trước chúng ta đã làm nên một cái sự nghiệp cho lịch sử của đất nước. Năm 1954, người Mỹ đã học được một cái bài học. 20 tháng 7 ấy, chia đôi đất nước. Nhưng mà hình như họ không hài lòng về cái bài học của họ cho lắm. Đến năm 1956, họ lại thử lại một lần nữa. Và một lần nữa chứng minh lòng dân, ý trời và sự quyết tâm của nhân dân Việt Nam là chiến thắng một cường quốc lớn mạnh nhất của thế giới. Cái đáng nhẽ người Mỹ phải học được cái bài học ngay từ cái trận đánh trận ở Triều Tiên, họ đã quyết tâm và rốt cục và họ đã phải dàn xếp để cho Triều Tiên có hòa bình. Thì đó là năm 1950. Năm 54 họ lại đi sa lầy vào cái quyết định của họ. Nhưng họ chưa học được cái bài học của Pháp, của Anh, của Nhật và cả của Trung Hoa để họ đi sa lầy vào chiến tranh Việt Nam. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ đã lại một lần nữa phải cuốn cờ đi ra khỏi đất nước Việt Nam. Chúng tôi xin được bắt đầu phần thứ hai. Trung Quốc với việc kết thúc cuộc chiến tranh Đông Dương năm 1954. Một La Mã. Sau Điện Biên Phủ, nhân dân Việt Nam có khả năng hoàn toàn giải phóng đất nước. Năm 1945, nhân dân Việt Nam với tinh thần quật khởi, tự lực, tự cường là một cuộc cách mạng tháng 8 thành công. Thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mấy tháng sau.
thực dân Pháp đã chiếm lại các tỉnh ở Nam Bộ. Và từ tháng 12 năm 1946, nhân dân Việt Nam đã phải tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài chống đế quốc Pháp xâm lược trên phạm vi cả nước để bảo vệ độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam vô cùng gian khổ và hết sức anh dũng, ngày càng giành được nhiều thắng lợi to lớn. Các chiến thắng của nhân dân Việt Nam cũng như các chiến thắng của nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo của chính phủ kháng chiến Lào và của nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của chính phủ kháng chiến Campuchia, đặc biệt là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của quân và dân Việt Nam đã làm thay đổi sự so sánh lực lượng trên chiến trường, rất có lợi cho các lực lượng kháng chiến Việt Nam, Lào và Campuchia. Và đặt đế quốc Pháp trước một tình thế vô cùng khó khăn. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Pleven cùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng là tướng Ely, Tham mưu trưởng Lục quân trường Blanc, Tham mưu trưởng không quân tướng Fay sau khi đi khảo sát chiến trường Đông Dương tháng 2 năm 1954 đã đi đến một nhận xét bi quan về tình hình chiến trường như sau. Một sự tăng cường đủ lớn đến đâu cho quân đội viễn chinh cũng không thể làm thay đổi được tình hình, và lại sự cố gắng về quân sự của chính quốc đã đến giới hạn cuối cùng. Tất cả những điều mà chúng ta có thể hy vọng là tạo điều kiện quân sự thuận lợi nhất cho một giải pháp chính trị cho một cuộc xung đột. Ngày 18 tháng 5 năm 1954, lo ngại quân đội nhân dân Việt Nam có thể tiến công đồng bằng Bắc Việt, Bộ trưởng Pháp Lanier đã cử tướng Ely sang Đông Dương để truyền đạt chỉ thị cho tướng Nava, Tổng chỉ huy trưởng quân đội viễn chinh Pháp. Lúc này phải lấy mục tiêu chính trên tất cả các cái khác là cứu quân đội viễn chinh. Đại sứ Sauvin, phó trưởng đoàn đại biểu của Pháp tại hội nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương, trong một báo cáo gửi cho Bộ Ngoại giao Pháp đã viết: chúng ta khó giữ được Hà Nội. Bộ chỉ huy cho biết gửi thêm 2 sư đoàn nữa cũng không giữ được thủ phủ Bắc Kỳ. Trước đây chính phủ Lanier muốn thương lượng trên thế mạnh quân sự để giữ nguyên được Lào, Campuchia và cố giữ được những cái gì quyền lợi họ có thể giữ được ở Việt Nam, coi đó là giải pháp danh dự đối với Pháp. Nhưng sau thất bại ở Điện Biên Phủ, chính phủ đó còn muốn thương lượng nhằm trước hết là cứu vãn quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương khỏi nguy cơ bị tiêu diệt. Phong trào phản chiến của nhân dân Pháp mà nòng cốt là Đảng Cộng sản Pháp chống cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở Đông Dương đang phát triển mạnh. Chính quyền ở Pháp vốn đã chia rẽ nhiều, về vấn đề càng thêm chia rẽ trước những khó khăn nghiêm trọng về kinh tế, chính trị và xã hội. Thất bại của Pháp ở Đông Dương sẽ dẫn đến sự sụp đổ toàn bộ hệ thống thuộc địa của đế quốc Pháp, nhất là ở Bắc Phi. Và trong cái bối cảnh đó, Pháp bước vào hội nghị Geneva năm 1954 với sự tham dự của Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và các bên tham chiến ở Đông Dương. Số 2 là Mã. Lập trường của Trung Quốc ở Geneva khác hẳn cái lập trường của Việt Nam, nhưng phù hợp với lập trường của Pháp. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1949 trong một tình hình thế giới đã hình thành hai hệ thống đối lập về chính trị, kinh tế và quân sự. Ở châu Âu, cuộc chiến tranh lạnh ngày càng phát triển, và ở châu Á có hai cuộc chiến tranh nóng ở Triều Tiên và Đông Dương. Những người lãnh đạo nước Trung Hoa mới muốn tranh thủ điều kiện hòa bình để nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực quân sự
làm cho Trung Quốc sớm trở thành một cường quốc lớn ở trên thế giới và thực hiện tham vọng bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn, chủ yếu hướng về Đông Nam châu Á. Mặc dù khoảng 1 triệu quân Trung Quốc đã bị thương vong trong chiến tranh Triều Tiên, những người lãnh đạo Trung Quốc để có một khu đệm phía Đông Bắc năm 1953 đã chịu nhận một cuộc ngưng bắn ở Triều Tiên, duy trì nguyên trạng cắt lâu dài Triều Tiên. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng trực tiếp, và nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc luôn luôn ủng hộ, cổ vũ và giúp đỡ lẫn nhau. Vì nước Việt Nam độc lập có nghĩa là Trung Quốc không bị sự uy hiếp của chủ nghĩa đế quốc ở phía Nam. Năm 1950, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trung Quốc là nước viện trợ vũ khí và trang bị nhiều nhất cho Việt Nam trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam. Tại hội nghị Geneva năm 1954, lập trường của Việt Nam là đi tới một giải pháp hoàn chỉnh. Đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với một giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, vấn đề Lào và vấn đề Campuchia trên cơ sở tôn trọng sự độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước ở Đông Dương. Đối với những người lãnh đạo Trung Quốc thì hội nghị Geneva năm 1954 về Triều Tiên và Đông Dương là một cơ hội để cho họ cùng với các nước lớn được bàn bạc và giải quyết các vấn đề quốc tế lớn. Mặc dù Mỹ đang thù nghịch với lại Trung Quốc, Pháp thì chưa có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, và Tường Giới Thạch còn giữ vị trí của Trung Quốc là một trong những 5 ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Những người lãnh đạo Trung Quốc muốn chấm dứt cuộc chiến tranh Đông Dương bằng một giải pháp theo kiểu Triều Tiên, nghĩa là đình chỉ chiến sự mà không có giải pháp chính trị. Ngày 24 tháng 8 năm 1953, chính Thủ tướng Chu Ân Lai đã tuyên bố đình chiến ở Triều Tiên có thể dùng làm mẫu mực cho các cuộc xung đột khác. Với một giải pháp như thế, cái người cầm quyền Trung Quốc hy vọng tạo được một khu đệm ở Đông Nam Á Châu, ngăn chặn Mỹ và thay thế Pháp ở Đông Dương, tránh được sự đụng đầu trực tiếp với Mỹ và bảo đảm an ninh cho biên giới phía Nam của Trung Quốc, đồng thời hạn chế thắng lợi của Việt Nam, chia rẽ nhân dân ba nước Đông Dương, hòng làm suy yếu và thôn tính cả ba nước đó, dùng làm bàn đạp để bành trướng xuống Đông Nam châu Á. Pháp đến hội nghị Geneva cũng nhằm đạt được một cuộc ngưng bắn theo kiểu ở Triều Tiên để cứu quân đội viễn chinh Pháp, chia cắt Việt Nam và duy trì chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Dương. Rõ ràng lập trường của Trung Quốc khác hẳn với lập trường của Việt Nam, nhưng lại rất phù hợp với lập trường của Pháp. Số 3 La Mã. Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương và sự phản bội của những người lãnh đạo Trung Quốc. Tháng 4 năm 1954, trong một cuộc họp giữa các đoàn đại biểu Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc và chuẩn bị Geneva về Đông Dương, đại biểu Trung Quốc đã nói nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không thể công khai giúp Việt Nam được trong trường hợp cuộc xung đột ở đây mở rộng. Lợi dụng vị trí là một nước viện trợ quân sự chủ yếu và nắm con đường vận chuyển duy nhất chi viện cho Việt Nam, đồng thời lợi dụng việc Pháp không muốn nói chuyện trên thế yếu với Việt Nam, những người lãnh đạo Trung Quốc đã tự cho phép mình đàm phán trực tiếp với Pháp để thỏa thuận về những điểm cơ bản của một giải pháp về vấn đề Đông Dương. Quá trình đàm phán về thực chất tại Hội nghị Geneva đã diễn qua 2 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất
từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6 năm 1954. Trưởng đoàn đại biểu Pháp, trong khi tránh tiếp xúc với Việt Nam, đã đàm phán trực tiếp với trưởng đoàn đại biểu của Trung Quốc 4 lần, đi tới thỏa thuận về những nét cơ bản của một hiệp định ngừng bắn ở Đông Dương. Đáng chú ý là cuộc tiếp xúc lần thứ 3 ngày 17 tháng 6 năm 1954. Thủ tướng Chu Ân Lai gặp trưởng đoàn đại biểu của Pháp là Bidault, đưa ra những nhân nhượng chính trị có tính chất cơ bản, có hại cho dân ba nước là Việt Nam, Lào và Campuchia. Trung Quốc có thể chấp nhận Việt Nam có hai chính quyền, tức là chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính quyền Bùi Nhìn Bảo Đại, công nhận chính phủ Vương quốc Lào và chính phủ Vương quốc Campuchia, từ bỏ yêu cầu có đại biểu của chính phủ kháng chiến Lào và chính phủ kháng chiến Campuchia tham gia vào hội nghị Geneva, và đưa ra vấn đề quân đội nước ngoài, kể cả quân đội tình nguyện Việt Nam, phải rút ra khỏi Lào và Campuchia. Lần thứ tư, ngày 23 tháng 6 năm 1954, Thủ tướng Chu Ân Lai gặp Mandet Francher, thủ tướng mới của Pháp, đưa ra những nhượng bộ mới, chia cắt Việt Nam hai miền, Việt Nam cùng tồn tại hòa bình, giải quyết vấn đề quân sự trước, tách rời việc giải quyết ba vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia. Trung Quốc sẵn sàng nhìn nhận ba nước này trong khối Liên Hiệp Pháp và muốn Lào, Campuchia sẽ có bộ mặt mới ở Đông Nam châu Á như là Ấn Độ, Indonesia, và ngược lại chỉ yêu cầu không có căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Dương. Do đó, Trung Quốc và Pháp đã đạt được một giải pháp khung cho vấn đề Đông Dương. Những điểm mà những người lãnh đạo Trung Quốc đã thỏa thuận với Pháp rất phù hợp với giải pháp 7 điểm của Anh Mỹ đưa ra ngày 29 tháng 6 năm 1954, tức là 6 ngày sau cuộc tiếp xúc giữa Chu Ân Lai và Mandet Francher của Pháp. Thời kỳ thứ hai, ngày 23 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954, đoàn đại biểu Pháp tiến hành đàm phán trực tiếp với đoàn đại biểu Việt Nam để giải quyết các vấn đề cụ thể. Trung Quốc giữ vai trò thúc đẩy Việt Nam nhân nhượng. Đến ngày 10 tháng 7 năm 1954, phía Việt Nam vẫn kiên trì lập trường của mình về vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia, vẫn chủ trương đòi phải có đại biểu của chính phủ kháng chiến Lào và chính phủ kháng chiến Campuchia tham gia như là các bên đàm phán định giới tuyến quân sự tạm thời ở Việt Nam là vị tuyến 13, tổ chức tổng tuyển cử tự do trong thời hạn 6 tháng để thống nhất đất nước nhà. Đối với việc giải quyết vấn đề Lào và vấn đề Campuchia, Việt Nam vẫn giữ quan điểm là ở Lào có hai vùng tập kết của lực lượng kháng chiến, một vùng ở phía Bắc giáp Trung Quốc và Việt Nam và một vùng ở phía Trung và Hạ Lào. Còn ở Campuchia có hai vùng tập kết của lực lượng kháng chiến Campuchia ở phía Đông và Đông Bắc sông Mekong và phía Tây Nam sông Mekong, và tổ chức tổng tuyển cử tự do trong thời hạn 6 tháng ở Lào và Campuchia. Từ tháng 5 năm 1954, đoàn đại biểu Trung Quốc đã đưa ra phương án lấy vị tuyến 16 làm giới tuyến giữa hai miền Việt Nam và còn muốn Việt Nam nhân nhượng nhiều hơn nữa, thậm chí còn muốn Việt Nam bỏ cả thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và con đường số 5, tức là đường nối liền Hà Nội với Hải Phòng. Đánh giá cái phương án vị tuyến 16 khó có thể thỏa thuận. Nếu không được thì sẽ lấy Hải Phòng làm cửa bể tự do, ở gần đấy cho Pháp đóng một số quân nhất định. Nếu không được nữa thì đem đường số 5 và Hà Nội, Hải Phòng làm khu công quán và phi quân sự. Nhưng về sau,
đặc biệt từ ngày 10 tháng 7 năm 1954, 10 ngày trước khi hội nghị Geneva kết thúc, Trung Quốc ngày càng thúc ép Việt Nam nhân nhượng, có những điều kiện công bằng và hợp lý để chính phủ Pháp có thể nhận được để đi đến hiệp định trong vòng 10 ngày. Điều kiện đưa ra là nên giản đơn rõ ràng để dễ đi đến hiệp thương, không nên làm phức tạp lôi thôi để tránh thảo luận mất thì giờ, dườm già kéo dài đàm phán để cho Mỹ phá hoại. Khi đó Trung Quốc còn lo sợ Mỹ có thể can thiệp bằng vũ trang vào Đông Dương, uy hiếp an ninh của Trung Quốc. Nhưng cần nói rằng Trung Quốc cũng dùng những lời lẽ của Mỹ đe dọa chiến tranh để ép Việt Nam. Và sự thật, sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, Mỹ không có khả năng can thiệp quân sự trực tiếp vào Đông Dương. Và thái độ cứng rắn của Mỹ ở hội nghị Geneva chẳng qua là do Mỹ sợ Pháp, vì bị thua ở chiến trường, có nhiều khó khăn về chính trị, kinh tế, tài chính, có thể chấp nhận một giải pháp không có lợi cho việc Mỹ nhảy vào Đông Dương sau này. Và khi Pháp đã cùng với Trung Quốc thỏa thuận được một giải pháp khung về Đông Dương, và Mỹ đã đưa được cái tên tay sai Ngô Đình Diệm về làm Thủ tướng Chính phủ Bù Nhìn, Sài Gòn, ngày 13 tháng 6 năm 1954, thì Mỹ thấy có thể chấp nhận một hiệp định theo hướng Trung Quốc, và Pháp đã thỏa thuận giải quyết cả ba vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia. Tuy vậy, Mỹ không tham gia vào bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị là vì Mỹ không muốn được, là vì Mỹ muốn được dành tay để sau này vi phạm Hiệp định Geneva thông qua chính quyền Ngô Đình Diệm buộc Pháp phải rút lui để thay thế Pháp ở Đông Dương. Sau Điện Biên Phủ, rõ ràng là với sự giúp đỡ của hệ thống xã hội chủ nghĩa, nhất là của Trung Quốc, quân và dân, Việt Nam có khả năng giải phóng cả nước. Nhưng cái giải pháp mà đoàn đại biểu Trung Quốc đã thỏa thuận với đoàn đại biểu Pháp ở Geneva không phản ánh so sánh các lực lượng trên chiến trường, cũng không đáp ứng đầy đủ những yêu cầu chính trị của giải pháp do đoàn đại biểu Việt Nam đưa ra. Xuất phát từ truyền thống yêu chuộng hòa bình theo xu thế chung để giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng thương lượng, và trong tình thế bị Trung Quốc ép buộc, Việt Nam đã chấp nhận giải pháp các nước tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào và nhân dân Campuchia, ngừng bắn đồng thời ở Việt Nam và trên toàn chiến trường Đông Dương. Pháp rút quân. Vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời chia Việt Nam làm hai miền, tiến tới có tổng tuyển cử tự do trong nước sau 2 năm để thống nhất nước nhà. Ở Lào có một khu tập kết cho các lực lượng kháng chiến Lào gồm hai tỉnh Sầm Nưa và Phong Sa Lý. Ở Campuchia thì lực lượng kháng chiến không có khu tập kết nào và phục viên tại chỗ. Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva năm 1954 đánh dấu một bước thắng lợi của các lực lượng cách mạng ở Đông Dương, đồng thời là một đóng góp quan trọng mở đầu sự tan rỡ hoàn toàn của hệ thống thuộc địa của đế quốc Pháp và báo hiệu một quá trình sụp đổ không thể đảo ngược được của ba nước, của chủ nghĩa thực dân cũ, của chủ nghĩa đế quốc thế giới. Nhưng giải pháp Geneva đã ngăn cản nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đạt được cái thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Một khả năng rõ ràng là thực hiện như so sánh lực lượng trên chiến trường lúc bấy giờ đã chỉ rõ. Đó là điều mà những người lãnh đạo Trung Quốc hiểu rõ hơn ai hết. Đây là sự phản bội thứ nhất của những người lãnh đạo Trung Quốc đối với cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam cũng như là nhân dân Lào.
và nhân dân Campuchia. Đây là hết phần thứ 3 của cái